Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, bên cạnh các loại nông sản như lúa, hoa màu, cây công nghiệp thì với bà con nông dân, các loại cây ăn trái cũng là một trong những lựa chọn quen thuộc cho hoạt động trồng trọt của mình. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập nhiều hơn về hiệu quả kinh tế đến từ các loại cây ăn trái hiện nay. Xin mời bà con cùng đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chương trình. Cảnh báo nguy cơ phá vỡ quy hoạch vùng trồng cây ăn trái. Lâm Đồng thực hiện triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi điện sản xuất. Nhiều nỗi lo khi ngành trái cây nước ta vẫn yếu công nghệ sau thu hoạch. Con số hôm nay, chiếu xạ trái cây, sân chơi chỉ một mình một ngựa. Thưa bà con, theo quyết định số 2897 trên QĐ của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020, toàn tỉnh ổn định diện tích cà phê khoảng 150.000 ha, trong đó khoảng 20% diện tích cà phê chè, năng suất bình quân đạt 3,1 đến 3,2 tấn mỗi ha, sản lượng là khoảng 460.000 đến 480.000 tấn mỗi năm. Diện tích chè khoảng 26.000 ha, trong đó khoảng 8.000 ha chè chất lượng cao, tập trung tại thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt, huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà. Thời điểm hiện tại, diện tích cây chè bị suy giảm nghiêm trọng, chỉ còn 12.631 ha. Đặc biệt, diện tích cây ăn trái chưa được xây dựng quy hoạch, nhưng từ năm 2015 đến nay đã lên đến 17.314,7 ha. Trong đó, riêng diện tích cây bơ và sầu riêng đã tăng lên đến gần 13.000 ha. Như vậy, rất có khả năng sẽ phá vỡ quy hoạch chung, đặc biệt là quy hoạch vùng trồng cây ăn trái ở Lâm Đồng. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 7 năm 2019, Công ty Điện lực Lâm Đồng phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức chuyển giao công nghệ tưới tiết kiệm. Sử dụng đèn LED thắp sáng trong nhà kính, xây dựng đề án thu hút đầu tư, thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi từ điện sinh hoạt sang điện sản xuất trên địa bàn. Đến tháng 9 năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng đánh giá kết quả mô hình thực nghiệm các loại bóng đèn với cường độ, thời gian chiếu sáng trên cây hoa cúc, từ đó làm căn cứ khuyến cáo nông dân giảm chi phí đầu tư, tiết kiệm năng lượng một cách hợp lý và hiệu quả. Riêng địa bàn huyện Đơn Dương và huyện Đức Trọng, Sở Công Thương Lâm Đồng nghiên cứu thí điểm mô hình nông hộ sử dụng điện mặt trời phù hợp với quy mô sản xuất, kiến trúc công trình, cảnh quan khu vực. Thưa bà con, huyện Đam Rông sẽ triển khai gieo sạ 1.120 ha diện tích lúa hè thu và vụ mùa trên địa bàn 8 xã. Trong đó, 3 xã Đạ Tông, Đạ Mờ Rông, Đạ Long gieo sạ lần lượt diện tích là 380 ha, 220 ha và 180 ha. Còn lại, diện tích gieo sạ tại 5 xã Roman 85 ha, Liên Sờ Rôn 80 ha, Phi Liên 50 ha, Đạ Khờ Nàng 45 ha. Những giống lúa được chọn gieo sạ ở đây như MTL250, ML48, IR64, OM6162, OM4900, VT505, VND9520, VT404, Nhị Ưu 838, Hương Thơm 1, Jasmine. Các biện pháp kỹ thuật gieo sạ gồm đất phơi ải 5-7 ngày, làm sạch gốc rạ và cỏ dại, cày sâu từ 20-25cm, bừa kỹ mặt ruộng bằng phẳng, tăng cường bón phân hữu cơ kết hợp với bón vôi. Liên tục chương trình, nhiều nỗi lo khi ngành trái cây nước ta vẫn yếu công nghệ sau thu hoạch. Con số hôm nay, chiếu xạ trái cây, sân chơi chỉ một mình một ngựa. Chuyện nhà nông, rực rỡ đường hoa. Xin được tiếp tục đề cập đến những vấn đề đáng chú ý trong sản xuất hiện nay được ghi nhận ở một số địa phương. Thông thường, mùa thu hoạch trái trâm, một trái cây đặc trưng của vùng đất Bảy Núi, An Giang, bắt đầu khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch hàng năm. Bình quân mỗi cây cho thu hoạch từ 40 đến 50 kg, với giá bán dao động từ 20.000 đến 25.000 đồng một ký. Điều đáng buồn là khác với năm trước, năm nay đã cuối tháng 6, trâm mới bắt đầu vào thu hoạch rộ, nhưng trái không nhiều. Mùa trái trâm 2019 tuy bán trái được giá cao, nhưng nhiều gia đình vẫn bị thất thu. Anh Châu Sóc Tha, ngụ ấp Tô Trung, xã Núi Tô cho biết, gia đình có 7 gốc trâm, trung bình cứ 2 ngày hái một lần, mỗi lần khoảng 10 ký, bán với giá 60.000 đồng một ký. Từ đầu mùa vụ đến nay, gia đình chỉ thu khoảng 10 triệu đồng. Anh Tha cho biết do thời tiết nắng nóng gay gắt, trâm ra hoa chậm và ít trái. Những năm trước, với 6 gốc trâm, gia đình anh Tha thu từ 30 triệu đồng một mùa, khoảng 3 tháng. Cũng giống như anh Tha, chị Nê An Úc, xã Núi Tô, với 6 gốc trăm bình quân mỗi cây cho thu hoạch trái chỉ bằng 1/2 so với năm trước.
Trâm là một loại cây rừng có từ rất lâu ở vùng bảy núi của tỉnh An Giang, tập trung nhiều ở hai xã Núi Tô và Cô Tô của huyện Tri Tôn, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống với số lượng gần 3.000 cây. Cây trâm sinh trưởng hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên nên được xem là món quà của thiên nhiên ban tặng cho người dân xứ núi. Ngoài việc mang lại một nguồn thu từ việc bán quả, cây trâm còn được dùng làm gỗ, đóng bàn ghế, trang trí nội thất rất đẹp. Từng được mệnh danh là cây nữ hoàng, măng cụt đang tỏ ra đuối sức trên con đường chinh phục sự ưa chuộng của nhà vườn. Năm 2015, toàn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre có 1.600 hectare trồng cây măng cụt. Tuy nhiên, qua đợt hạn mặn năm 2016, diện tích của chúng bị sụt giảm liên tục qua từng năm. Điều đáng mừng là kể từ thiệt hại do tình trạng xâm nhập mặn sâu kỷ lục vào mùa khô năm 2016, thủ phủ cây măng cụt huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã có niềm vui trở lại khi mùa vụ này, nhà vườn trồng măng cụt của huyện đã trúng mùa sau 3 năm thất thu liên tiếp. Không ít nhà vườn không còn đủ kiên nhẫn để trông chờ sự lên ngôi trở lại của cây măng cụt khi bị mất mùa liên tục sau hạn mặn năm 2016. Dẫu vậy, nhiều nhà vườn có tâm huyết với cây măng cụt vẫn quyết tâm giữ lại cây trồng truyền thống đã được thế hệ trước ra sức chăm bón, nuôi dưỡng hàng chục năm ròng, đã từng giúp họ đổi đời từ khó khăn mà vươn lên khá giả. Để hôm nay không phụ lòng người, cây măng cụt đã phục hồi sức sinh trưởng, lại đơm hoa kết trái phủ kín khắp vườn, xua tan bao lo lắng đã qua. Anh Tưởng Cẩm Vân ở ấp Hòa Thọ, xã Vĩnh Hòa cho biết, vườn nhà hiện có khoảng 100 cây măng cụt hơn 40 năm tuổi trên diện tích 1 hecta. Từ đầu vụ đến nay, gia đình anh thu hoạch gần một nửa sản lượng, khoảng 3 tấn trái, với giá bán bình quân khoảng 30.000 đồng, đã mang về lợi nhuận khá cho gia đình. Sau cái thời gian năm 2016 bị hạn mặn, cái xâm nhập cái vườn măng cụt nó thất mùa đến thời gian này. Đến nay nó mới trở lại được, cũng như là có thể là nó rửa mặn xong rồi gì đó. Thì cây măng cụt nó trái trở lại năm nay, trái nhiều. Xã Vĩnh Hòa là nơi có diện tích trồng măng cụt nhiều nhất của huyện Chợ Lách và nổi tiếng bởi chất lượng ngon, cơm dày, vị ngọt đậm đà. Hội nông dân xã Vĩnh Hòa cho biết, hiện toàn xã có 1.017 hộ trồng cây măng cụt, canh tác trên diện tích 209 hectare, chiếm 30% diện tích đất nông nghiệp của xã. Vụ mùa năm nay, đa số hộ trồng măng cụt của xã đều trúng mùa, giá bán đầu vụ cao nhất khoảng 80.000 đồng. Hiện đang vào vụ thu hoạch cao điểm nên giá có giảm nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận cho nhà vườn. Trong tháng 4 năm 2019 thì chỗ chi cục của tỉnh thì có dẫn cái đoàn chuyên gia của Trung Quốc xuống cái chỗ khảo sát 5 cái hộ dân trồng măng cụt của xã Vĩnh Hòa. Cái chuyên gia Trung Quốc cũng có đánh giá cao về vấn đề mà chất lượng trái măng cụt cũng như là sự chăm sóc cây măng cụt của đối với chỗ người dân xã Vĩnh Hòa. Qua cái đoàn chuyên gia Trung Quốc thì hướng tới là cái trái măng cụt của huyện Chợ Lách của chúng ta, nói chung cái riêng xã Vĩnh Hòa sẽ được đi vào thị trường chính ngạch ở Trung Quốc. Thông tin mới nhất cho hay, Việt Nam và Trung Quốc vừa ký kết nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với măng cụt xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Văn kiện này là cơ sở pháp lý rất quan trọng, tạo điều kiện cho trái măng cụt của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang thị trường rộng lớn của Trung Quốc. Thưa bà con, ngày nay khoa học công nghệ tiên tiến đã đưa ra hàng loạt các loại công cụ máy móc chất lượng cao nhằm mục đích bảo quản nông sản tốt hơn. Đây chính là giải pháp hữu hiệu để nhiều loại nông sản rộng cửa tiến vào thị trường thế giới. Thế nhưng, điều đáng ngại là hiện công nghệ sau thu hoạch trong ngành trái cây nước ta vẫn còn hạn chế, từ đó không đảm bảo được chất lượng và độ đồng đều cho trái cây khi xuất khẩu, dễ bị mất giá, hao hụt và thiệt hại đến hình ảnh uy tín của trái cây Việt Nam. Thực tế này đã tồn tại lâu nay và rất cần sớm được tháo gỡ để khai thác tốt tiềm năng xuất khẩu và nâng cao giá trị xuất khẩu trái cây của cả nước. Thanh long là một trong những trái cây nhiệt đới đặc sắc của Việt Nam, với giá trị xuất khẩu khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Mặc dù đã vào được nhiều thị trường cao cấp như Mỹ, châu Âu, nhưng hiện 70-80% lượng thanh long xuất khẩu vẫn là đường tiểu ngạch, giá trị lợi nhuận thấp. Khâu công nghệ sau thu hoạch còn yếu là nguyên nhân dẫn tới chất lượng thanh long chưa đồng đều, ảnh hưởng cả xuất khẩu và dẫn đến tổn thất sau thu hoạch rất cao. Về công nghệ sau thu hoạch thì chúng ta cũng chưa đáp ứng được về các khâu về công nghệ lẫn thiết bị. Hiện nay chúng ta cũng chỉ sử dụng 3 phần là phương pháp thủ công, thì còn cũng chưa có sử dụng nhiều những cái trang thiết bị. Hiện người trồng trái cây Việt Nam vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thương lái, nhưng thương lái với tư duy mua đi bán lại, ít đầu tư khâu bảo quản, vận chuyển, ít nhiều làm giảm chất lượng của trái cây. Trong khi doanh nghiệp muốn đầu tư nhà máy chế biến để nâng cao chất lượng nông sản xuất khẩu lại gặp khó về kinh phí và vùng nguyên liệu. Những cái công nghệ mà sau thu hoạch này là cái chi phí nó rất là tốn.
đầu tư nó tốn cả một cái nhà máy hay xưởng để mà đóng gói này kia hay chế biến này. Các doanh nghiệp rất ngại đầu tư vào công nghệ bảo quản sau thu hoạch, bởi vì lúc đó họ nghĩ rằng sẽ làm tăng giá thành của sản phẩm, khó tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến xuất khẩu là điều được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến khích các doanh nghiệp trái cây trong nước. Thế nhưng, hiện hàm lượng công nghệ trong ngành trái cây Việt Nam vẫn thấp. Chưa kể, rất nhiều loại trái cây đặc sản của Việt Nam có tính mùa vụ. Nếu chỉ xuất khẩu trái cây tươi thì sẽ rất lãng phí. Áp dụng tốt cái khoa học công nghệ rồi, áp dụng tốt cái việc bảo quản, chế biến sau thu hoạch, thì chúng ta hoàn toàn có thể là chủ động sản xuất, kéo dài cái thời gian mùa vụ, kéo dài cái thời gian thu hoạch, bảo quản, tiêu thụ. 6 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu trái cây đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ và dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm. Để khai thác tốt tiềm năng xuất khẩu, đặc biệt là ở những thị trường cao cấp, thay vì xuất khẩu đại trà, xuất khẩu tiểu ngạch giá trị thấp như hiện nay, cần có sự chuyển động đồng bộ về chính sách, ý thức của người trồng và sự mạnh dạn của doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất tốt, phát triển vùng nguyên liệu gắn với sản xuất và đầu tư mạnh cho công nghệ sau thu hoạch. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. Số 1, Việt Nam hiện chỉ có duy nhất một đơn vị được cấp phép cung cấp dịch vụ chiếu xạ đi Mỹ. Năm 2018, tổng sản lượng trái cây tươi xuất khẩu sang Mỹ phải qua chiếu xạ đạt gần 7.500 tấn các loại, tăng 75 lần so với 10 năm trước, trong khi chỉ có một doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ chiếu xạ đi Mỹ. Tình trạng thiếu đơn vị chiếu xạ đã diễn ra từ lâu khi lượng hàng trái cây cần chiếu xạ tăng lên qua từng năm. Thế nhưng một sân chơi chỉ một mình một ngựa không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây mà còn làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, mong muốn tăng số lượng đơn vị tham gia chiếu xạ đi Mỹ đã được thực hiện từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Mức ký quỹ hàng năm là 400.000 đô la Mỹ một năm. Vì chỉ có một doanh nghiệp gánh phần chi phí này nên giá thành chiếu xạ của Việt Nam đang cao hơn một số nước trong khu vực. Thưa bà con, có dịp đi qua các tuyến đường xóm Đồi Mía, thôn 2, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, ai cũng ấn tượng bởi con đường ngập tràn sắc hoa được trồng hai bên đường mà người dân địa phương vẫn thường gọi là con đường hoa. Một buổi chiều ở xóm Đồi Mía, thôn 2, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tiếng ý ới đã quen thuộc, những câu chuyện luôn rôm rã và những đôi bàn tay thoăn thoắt. Hoa không phải trồng và chăm trong khuôn viên mỗi nhà, mà sức người đang được chăm chút cho đường hoa, một đường hoa chung cho cả xóm, cả thôn, cho tất cả những ai có dịp ghé qua con đường này. Chị em là chung tay vừa đóng tiền vừa đóng công, rồi chị em chúng tôi là vất vả đi xin hoa khắp nơi cả. Đi vào tận Thanh Trì nói chung là nhiều nơi mới lại góp vào là đây các loại hoa. Chứ không phải là một loại hoa nào mà làm được nên con đường này là chị em chúng tôi rất chi là chịu khó. Trước mắt chị em đều sạch sẽ đi, các cháu thiếu nhi là tối nào cũng cứ chạy nhảy rồi mùa hè này thả diều. Hôm nào cũng như hôm nào, sau giờ đồng áng, ruộng vườn, các chị lại tíu tích nơi đây. Dọc suốt con đường là những câu chuyện về thôn, về xóm, về chuyện làm ăn, những chia sẻ kinh nghiệm, những động viên, là tình làng, nghĩa xóm, là những gắn kết mỗi nếp nhà. Chúng tôi là ở thôn xóm dưới kia nhưng mà thấy chị em ở trong xóm này người ta bớt chút thời gian bỏ công bỏ sức ra đi kiếm hoa về trồng như thế này. Thôn của chúng tôi rất là cảm phục và cũng là rất là chi là phấn khởi với lại cái nhóm trên này của chị em ở trên này. Chúng tôi cũng muốn mong muốn rằng là các thôn cũng như là triển khai như cái thôn 2 này thì xã mình càng ngày càng tiến lên càng đẹp hơn. Để có một con đường hoa tươi tắn như thế này bắt đầu chính bởi sự đoàn kết. Và từ con đường hoa ấy, sự gắn kết tăng thêm. Bộ mặt xóm Đồi Mía không chỉ được khoác lên tấm áo mới mà đổi thay đã sâu sắc từ đời sống, từ tư duy. Thực sự đồng lòng của tất cả toàn xóm cho nên cả xóm đều thế cả. Công sức của mình chỉ biết đóng góp như thế này để cho quê hương nó xanh sạch đẹp thế này thôi. Mình đi mình cũng thấy con đường nó đẹp. Nhiều khi là càng yêu cái đất này hơn chứ. Nếu không có sự đổi thay sâu sắc nhường ấy từ tư duy, từ đời sống kinh tế, Đồi Mía 2 có lẽ sẽ lâu lắm mới có đường hoa thấm sắc nhường ấy và rộn rã tiếng nói cười. Sẽ lâu lắm, câu chuyện người già, trẻ con rôm rã tập thể dục mỗi sáng, mỗi tối và những người nông dân bon bon chở nông sản đi tiêu thụ mỗi ngày. Tư duy mới ấy đã giúp cho Đồi Mía tạm biệt những con đường bùn lầy, trơn trượt, làm nên thành công của nông thôn mới Gia Lâm. Thưa bà con, nội dung chia sẻ đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay.
Quý vị và bà con quan tâm đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltva@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633829930. Kim Quý và Thiên Phước xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình ngày mai.